Chiều nay 11 tháng 6, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á AFF đã có buổi họp trực tuyến để thảo luận về các phương án tổ chức AFF Cup 2020. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó trưởng Ban thi đấu AFF đã tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã cập nhật tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại các quốc gia trong khu vực và những ảnh hưởng của đại dịch đối với hoạt động bóng đá. Các thành viên của Ban thi đấu AFF bày tỏ niềm vui, sự hán phục và chúc mừng bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại nhờ công tác phòng, chống và kiểm dịch rất tốt của chính phủ và nhân dân Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam cũng đang là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi, thưởng thức và cổ vũ trận đấu. Do những tác động của dịch COVID-19 đối với kế hoạch tổ chức các giải đấu tại Đông Nam Á, nên cuộc họp dành trọng tâm cho những thảo luận xoay quanh kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Đây là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của bóng đá khu vực. Do vậy, việc xây dựng các phương án, các giải pháp nhằm đảm bảo giải đấu được diễn ra an toàn và đúng kế hoạch là rất cần thiết. Cuộc họp thống nhất trước mắt sẽ giữ nguyên mốc thời gian tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đối với quy định về đăng ký cầu thủ, Ban thi đấu AFF tán thành với ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn về việc mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ từ 50 cầu thủ lên 70 cầu thủ, danh sách đăng ký chính thức là 30 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ và danh sách đăng ký thi đấu là 23 cầu thủ thay vì 20 cầu thủ như quy định cũ. Điều này sẽ giúp cho các đội có sự chuẩn bị tốt hơn về lực lượng trong bối cảnh các hoạt động bóng đá tại các quốc gia trong khu vực đều chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở các mức độ khác nhau. Ông Trần Quốc Tuấn cũng đề xuất áp dụng quy định mới của FIFA cho phép các đội bóng thực hiện 5 sự thay đổi người trong một trận đấu nhằm giúp các cầu thủ có thể đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hạn chế chấn thương vì quá tải. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên tham dự cuộc họp. Theo kế hoạch dự kiến, lễ bốc thăm lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới. Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF Hiep Samet, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại một số quốc gia trong khu vực, Ban thi đấu cũng tính toán đến khả năng sẽ tổ chức sự kiện này tại Việt Nam, quốc gia đã và đang thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả. Với điều kiện thuận lợi về phòng chống dịch và được sự cho phép của chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẵn sàng đăng cai tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch AFF Suzuki Cup 2020. Bên cạnh những thảo luận về kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020, Ban thi đấu AFF cũng thống nhất kế hoạch tổ chức giải Futsal các câu lạc bộ Đông Nam Á 2020 từ ngày 2 tháng 12 đến 7 tháng 12 năm 2020 và rời giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2020 sang tổ chức từ 25 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2021. Cả hai sự kiện Futsal này đều do Thái Lan đăng cai chủ nhà. Tại cuộc họp, Ban thi đấu AFF cũng ủng hộ Australia đăng cai tổ chức vòng chung kết World Cup nữ 2023. Điều này sẽ giúp cho các đội tuyển nữ châu Á có thêm cơ hội được tham gia đấu trường thế giới. Bởi ngoài việc nâng số đội tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội, thì 8,5 suất vé dành cho châu Á vẫn được bảo lưu do Australia được đặt cách tham dự trên cương vị là đội tuyển của quốc gia chủ nhà. Các đề xuất của Ban thi đấu AFF sẽ được Hội đồng AFF xem xét và thông qua tại cuộc họp trực tuyến ngày 16 tháng 6 tới. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.